là đứa con của mảnh đất Quảng Bình được sống và lớn lên trên qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì tôi rất tự hào mảnh đất này của con người đã từng sống và chiến đấu để giữ từng tức đất của ông cha. Tôi vừa rồi là đã viết được xong lịch sử của xã Thanh Trạch. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử thì thấy rằng là có một trường hợp, đó là đại đội cảm tử Hòn La, hoạt động của là chiến dịch Hòn La đã đưa được 21.000 tấn gạo để là chuyển vào miền Nam. Thì khi nghiên cứu về tài liệu này á, rồi á, thì tôi nghi ngờ vì tại sao lại có nhiều cuốn lịch sử lại không nhắc đến. Trên hành trình tìm hiểu về câu chuyện chiến đấu của các thành viên trong đại đội Hòn La, tôi đã gặp được những người dân làng Quảng Xuân, Quảng Trạch. Đặc biệt hơn, tôi còn có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều các thành viên khác trong đại đội này. Và câu chuyện về những tháng ngày làm nhiệm vụ đặc biệt của đại đội Hòn La dần sáng tỏ. Năm 1972, trong bối cảnh chiến đấu chống đế quốc Mỹ của quân và dân ta diễn ra ác liệt, lương thực thiếu trầm trọng. Nhân dân Trung Quốc đã thể hiện tình đoàn kết bằng cách gửi gạo ủng hộ quân dân miền Nam. Tàu Hồng Kỳ của nước bạn chở 6.000 tấn gạo vào neo tại Vũng Chùa, Đảo La, cách bờ biển xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình hơn 1 km. Thế nhưng, Hải quân Mỹ điều tàu chiến vào sát vùng biển huyện Quảng Trạch và cho máy bay thả thủy lôi, bom từ trường phong tỏa. Tàu Hồng Kỳ là tàu quốc tế nên không bị máy bay và hải quân Mỹ tấn công. Chính vì thế, tất cả hỏa lực nhằm ngăn cản cuộc viện trợ lương thực đều nhằm vào các thuyền của ta. Bất kể ngày hay đêm, luôn là các nòng pháo địch sẵn sàng nã đạn trên biển. Quãng đường biển ngắn ngủi đã trở thành con đường đầy nguy hiểm. Trong khi đó, nếu không đưa gạo vào kịp thời, tàu nước bạn sẽ chở lương thực về nước. Trên các chiến trường, chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt mà lương thực lại thiếu trầm trọng, đặc biệt là tại mặt trận Trị Thiên. Trước tình hình đó, tỉnh đội Quảng Bình quyết định mở chiến dịch Hòn La, nòng cốt là đại đội Hòn La. Tất cả là người dân biển ở các đơn vị trong toàn tỉnh, gồm có tiểu đoàn 45, 46, 363, 362, 300. Thì những người bộ đội đó mà biết đi biển thì tỉnh người ta điều về làm nhiệm vụ của cái đại đội này. Nói chung tất cả những đồng chí ra đó, khi nhận nhiệm vụ người ta không có cái ý định quay trở về nhà cửa hết. Bởi vì rất ác chiến, ai đi cùng, kể cả gia đình cũng thấy rơi nước mắt. Họ sử dụng các thuyền nan và thuyền gỗ để tiếp cận và nhận gạo từ tàu Hồng Kỳ. Các chuyến đi đều diễn ra vào ban đêm để tránh sự phát hiện của địch. Những tuyến đường của họ đã bị địch biết trước và bắn pháo sáng để truy tìm. Cái thuyền gần ảnh điền của tàu rồi. Vì tàu Hồng Kỳ yêu cầu Mỹ yêu cầu bạn là phá cái phá cho nó rộng đó. Thì mình vào đến nơi là có nhàn chịu bắn. Nhưng mà thuyền của mình không máy là con nằm ngoài bóng đen. Thì nó pháo sáng và nó phát triển. Trên đó trực thăng và bắn 20 ly xuống. Anh em mình đang chèo thuyền được và là theo cái đa hắn nhau ra biển luôn. Không lấy được sáng. Mãi sau này cũng tìm được sáng.
dù biết là bom đạn, là cái chết đang chờ mình, nhưng nhiệm vụ cần kíp hơn bao giờ hết. Bằng mọi cách, bằng mọi giá, dù phải hy sinh cũng phải đưa được gạo vào đất liền. Tất cả anh em tôi đi là đạp trên bom mà đi thôi. Cho nên mỗi người đều có một cái dây buộc lên cái cổ chân với một cái pháo. Khi mà bị thương á, để mà ôm vào cái pháo, để có con cái xác chết nằm đó. Hoặc có chết đi nữa thì có cái pháo, cái dây đó là con cái xác. Mà vẫn cứ đi, vẫn bình thản, không có một đồng chí nào là kia hết cả. Chỉ lôi, đi ra không gì hết, đi ra đi bình thường, chết là chim. Câu chuyện chiến đấu được kể lại khiến mọi người trong đội đều ngậm ngùi. Mỗi người trong số họ đều có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên trong trận chiến ác liệt ấy. Đặc biệt về những người đã hy sinh. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú mãi mãi không về trong một lần đi vận chuyển gạo. Khi ấy, vợ anh mới mang thai 6 tháng. Sau này thì con thông báo cho bà con. Anh Ngọc, người con trai duy nhất của liệt sĩ, không một lần được gặp mặt cha. Anh chỉ biết sự chiến đấu của cha qua những câu chuyện đồng đội ông kể lại. Sự hy sinh mất mát ấy là quá lớn với anh và với cả những thành viên trong đại đội Hoàng Lan. Sau 90 ngày đêm, 21 người đã hy sinh. Cũng bởi thương vong quá lớn về người, về thuyền, các chiến sĩ Hòn La đã sáng tạo ra biện pháp tời gạo vào đất liền. Lúc này, họ chọn khoảng cách ngắn nhất là từ bờ biển Vũng Chùa ra thẳng tàu dài hơn 1 km. Đây là cái cây phi lâu, nó có cái gì bám vào đất cái chắc. Chúng tôi lợi dụng này làm lấy cái rồng rọc. Rồng rọc và kia có cái máy nổ quay tời. Một lần chuyển tời vào là được là 8 bọc gạo. Một bọc là được 16 bao, có nghĩa 8 tạ. Thì khi vào ngoài kia vào thì là ngoài cái bộ đàm điện vào cho chúng tôi ở đây. Ở đây chúng tôi có hệ thống để phòng chữa A, trực tiếp. Alo là Hà Nội chuyển vào cho Quảng Bình 10 xe thuốc lá. Chúng tôi biết là 10 bọc, nếu 8 xe thuốc lá là 8 bọc, thì chúng tôi cởi áo quần, bắt đầu ra ngoài kia, bơi ra ngoài nước, cắt dây tời, kéo gạo vào trong này. Ngoài tàu rồi, là tàu. Dây tời vào trong đây, anh Nhân Xuân Phong có dịch vụ là chuyển gạo ở đây vào trong đất liền. Đại đội Hòn La cùng với quân dân Quảng Trạch còn dùng cách cho gạo vào bao ni lông lớn, sau đó thả xuống biển để lợi dụng gió đẩy vào bờ. Sau 90 ngày đêm, cùng với quân dân Quảng Trạch, các chiến sĩ đại đội Hòn La đã vận chuyển được 21.000 tấn gạo vào đất liền. Số lương thực này nhanh chóng được chuyển vào các chiến trường. 21.000 tấn gạo ấy đã góp phần giúp quân dân ở mặt trận Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ăn no đánh thắng. Câu chuyện về đại đội Hòn La là có thật. Điều đó khiến tôi càng băn khoăn tự hỏi, hơn 90 ngày ròng rã, hàng chục người hy sinh, một đại đội anh dũng như vậy là ít được biết đến. Chúng tôi tìm đến ông Trần Sự, nguyên tỉnh đội trưởng tỉnh đội Quảng Bình. Một đơn vị làm cái đồng cốt, gọi là đơn vị đồng cốt, gọi là đơn vị đặc biệt, sau này anh em rồi đơn vị cầm tử vì thấy nhiệm vụ nặng nề quá, phức tạp quá. Cho nên bản thân cái đơn vị đấy anh em cùng nhau hài quyết tâm thành một tổ chức đơn vị như thế. Cùng nhau cái đơn vị đó và những cái lúc khó khăn nhất, phức tạp nhất mà nhiều thuyền anh em là chưa vào được, nhưng đơn vị này nó vào, xung phong đưa vào giải quyết được vấn đề. Thì như vậy có thể nói là đơn vị này thành lập
đúng vào cái thời điểm nào chiến trường thì cần, mà địch thời điểm đó cũng ác liệt, cho nên chỉ xác định với đơn vị này là đơn vị tôi xác định là một là có thành lập, có giao nhiệm vụ, và trong thực tế anh em đây là có đóng góp rất lớn. Nhưng mà chưa tìm ra nghị quyết, hiện nay không phải chỉ cái tài liệu này đốt hết ra đây. Như vậy, dù không còn giấy tờ gì chứng minh về hoạt động của đại đội Hòn Lá, nhưng các xác nhận của những người trong cuộc cũng đủ chứng minh cho sự tồn tại của một đại đội dũng cảm. Chừng ấy cũng đủ an ủi cho các thành viên trong đại đội Hòn Lá. Chiến tranh đã đi qua, các thành viên còn lại của đại đội ngày ấy đã tìm lại được nhau. Mỗi năm, họ đều về lại Vũng Chùa làm lễ tưởng niệm đồng đội của mình. Hôm nay, anh em đồng đội về lại đây để nhớ những ngày gian khổ, cùng chung nhau bữa ăn, ngồi trên thuyền. Tôi nghĩ rằng là đã đến lúc chúng ta cũng phải là hiểu được cái chiến công của họ và có một cái gì đó để là công nhận, tôn vinh sự chiến đấu và lòng quả cảm của họ trong 90 ngày vật lộn với sóng gió, vật lộn với mưa bom bão đạn để đưa chuyển được gạo từ Hồng Kỳ đi vào bờ, rồi từ bờ là đi vào các chiến trường. Cái nguyện vọng bây giờ lớn nhất của chúng tôi là muốn ghi vào cái trang lịch sử của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình là cái chiến công của anh em đồng đội của chúng tôi đã hy sinh ở cái đại đội Cảm Tử Hòn La trong một cái chiến dịch phục vụ cho giải phóng miền Nam. KHNR1 chiến dịch Hòn La 40 năm đã đi vào quê làng, đạo diễn Vùng Chùa những ngày bom đạn, thành một nỗi niềm của chiến sĩ Hòn La. Cuộc chiến tranh khốc liệt đi qua, nay giữa thương trường bạc vàng nhung lụa, thời chiến tranh cả Quảng Bình điêu linh trong chảo lửa, vẫn một lòng tất cả miền Nam. 95 người, một chiến sĩ bền gan, 25 lần xuất quân, 25 lần đi điều sóng, từ hạt gạo vào Nam có sóng trào biển đồng, từng bao gạo và chiến trường thấm máu Hòn La, từng bao gạo Hồng Kỳ nước bạn Trung Hoa vượt qua thủy lôi bom bi pháo hàm, máy bay xăm soi đêm từng đêm pháo sáng, trời biển Hòn La nóng bỏng kiên cường, còn một lòng vì đất nước quê hương, đội Cảm Tử Hòn La quyết không rời trần địa. Từ hạt gạo Hòn La cảm danh vào Nam nặng tình nặng nghĩa, với quyết tâm đánh thắng quân thù, xin thả xuống Vũng Chùa nồng ấm những lời ru, hương hồn các anh hòa vào biển xanh rào rạt, đảo yến Hòn La bồi hồi khúc hát, cánh giữ muôn đời tổ quốc linh thiêng. Đứa con của mảnh đất Quảng Bình được sống và lớn lên trên qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì tôi rất tự hào mảnh đất này của các người đã từng sống và chiến đấu để giữ từng tấc đất của ông cha. Tôi vừa đây là đã viết được xong lịch sử của
xã Thanh Trạch. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử thì tôi thấy rằng là có một trường hợp, đó là đại đội cảm tử Hòn La, hoạt động của là chiến dịch Hòn La đã đưa được 21.000 tấn gạo để là chuyển vào miền Nam. Thì khi nghiên cứu về tài liệu này á, rồi á, thì tôi nghi ngờ vì tại sao lại có nhiều cuốn lịch sử lại không nhắc đến. Quảng Bình, trong bình yên của hôm nay, chưa ai quên về những ngày trong chảo lửa chiến tranh. Là tỉnh có vị trí trọng yếu nối hai miền Nam Bắc, nên trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi đây đã hứng chịu nhiều bom đạn và tàn phá. Quảng Bình không chỉ là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, mà còn là điểm trung chuyển lương thực và đạn dược, là điểm xuất phát của đường Hồ Chí Minh trên biển và trên đất liền. Do đó, Đế quốc Mỹ tập trung cả không quân và hải quân để bắn phá dữ dội nơi này với ý định cắt đứt tất cả mọi chi viện cho miền Nam. Chính hoàn cảnh ấy đã tạo nên những con người anh dũng bất khuất như đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy, Mẹ Suốt, Trần Thị Lý. Có quá nhiều câu chuyện chiến đấu của quân và dân Quảng Bình, và có lẽ bởi thế mà không phải tất cả đều được ghi lại trong sử sách, và không phải câu chuyện nào cũng được mọi người nhớ đến. Phải chăng câu chuyện đại đội Hòn La cũng vậy? Những băn khoăn đã thôi thúc tôi đi tìm sự thật. Họ là ai? Người đầu tiên tôi tìm đến là gia đình ông Phạm Minh Hồi, chính trị viên đại đội Hòn La. Ông là người duy nhất quản lý các sổ sách, giấy tờ chứng minh sự tồn tại của đại đội này. Hôm nay kỳ tuyển thì từ nay anh bất tỉnh chia này, cháu ăn đốt rồi, không biết đốt đi rồi. Thì con chuyển hồ sơ để đi của anh này. Ông Hồi đã mất. Trong cuốn lý lịch đảng viên của ông Hồi, chỉ có một dòng xác nhận ông đã tham gia đại đội cảm tử Hòn La. Chừng ấy thông tin quá ít ỏi, sự tìm kiếm của tôi rơi vào bế tắc. Tôi đọc lại các cuốn lịch sử đảng bộ, lịch sử quân sự Bố Trạch. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi về chiến dịch Hòn La. Tại sao hoạt động của một đại đội gần 100 con người không được nhắc đến? Những người ấy giờ đang ở đâu? Họ còn sống hay đã hy sinh hết? Bác ơi! Có đồng chí đây đây này. Vâng, chào. Vâng, xin chào anh. Tôi là Hoàng Duy Lộc, đại đội cảm tử Hòn La. Hôm nay, tôi được đón hai vị khách vô cùng đặc biệt. Các anh đến khi biết tôi đang tìm kiếm thông tin về đại đội cảm tử Hòn La. Và thật bất ngờ khi chính họ là hai thành viên của đội. Đây là anh Nguyễn Minh Tùng, người vừa từ Đà Nẵng trở về Quảng Bình. Qua cuộc trò chuyện, tôi dần biết thêm thông tin về những tháng ngày chiến đấu và nhiệm vụ đặc biệt của đại đội. Cả hai anh đều thừa nhận rằng, có thể kể lại chiến công của mình, nhưng mọi người có tin vào điều đó hay không thì họ không dám chắc, bởi không hề có giấy tờ nào chứng minh điều đó. Dù vậy, có thêm người đồng hành, hành trình đi tìm câu chuyện về đại đội Hòn La của tôi khả quan hơn rất nhiều. Anh Tùng đưa tôi về lại làng Quảng Xuân, Quảng Trạch, nơi anh cùng với các đồng đội đã ở suốt trong thời gian làm nhiệm vụ đặc biệt. Hơn 40 năm trôi qua, mọi thứ thay đổi nhiều đến nỗi anh Tùng không nhận ra đường đi lối lại. Cháu không biết nhà của cô Thủy mà
mà có chồng là chú Ký ngày xưa không? À, Ký bộ đội. Đúng rồi. Dạ, vâng, bác đi xuống dưới đấy có cái cửa chiến tranh đấy. À, cửa chiến tranh rồi bác rè phải là rè phải đấy luôn. Rồi. Tôi tự hỏi liệu còn ai đó trong làng còn nhớ về anh. Ôi trời. Em lâu quá vì công việc rồi không có ghé về thăm được gì. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ sau mấy chục năm khiến tôi vô cùng xúc động. Đây là gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, một trong số rất nhiều người dân làng Quảng Xuân mà các chiến sĩ trong đại đội Hòn Lá đã ở cùng. Đã ngoài 70 tuổi, chị Thủy vẫn còn nhớ rõ về những con người đã từng ăn, từng ở trong gia đình mình. Nói về khi cứ các chứ hồi chiến tranh thì chẳng biết chết, sống đâu đâu. Cái bom đạn nó tránh mình cho mình không tránh được đâu. Nhưng mà mỗi lần các chú đi, anh em đi công tác nó về, nó đi làm nhìn ngoài kia về là coi như chúng tôi là... Ôi cha, nó cảm động ghê gớm lắm. Cái mình về mình nhìn đúng cái là khóc, khóc. Yeah. Tha cái con người nó về là mừng lắm rồi. Dày lắm. Còn trên trời đấy á, để mình bắn trực thăng cho nó... Ở đây, chúng tôi cũng gặp được O Vinh, O Thế, những cô gái trẻ ngày ấy mới 17. Nay, các O đã thành bà, thành mẹ. Nhưng ký ức về những chú bộ đội cứ tối là mang thuyền đi, sáng sớm lại trở về thì họ vẫn chưa quên. Tôi và một số bà con hiện nay đang ở đây á, tức là đã chứng kiến được cái thành tích của các chú bộ đội ở đảo Hòn La. Lúc đó là chiến tranh rất là ác liệt, bom mì là dội bom liên tục và ban đêm là thả phốt sáng đầy cả cái rừng biển của chúng tôi đây, là cả cái bãi biển là khi nào cũng pháo sáng, là mì là thả là không có cái giờ nào mà không có hết. Còn phía ở ngoài là chiến hạm của mì là bắn pháo vào. Còn ở dưới biển á, là coi như bom thủy lôi. Trước khi ra đi làm nhiệm vụ ở trên biển á, là các đơn vị là làm cái lễ truy điệu. Đêm đó đi là sẵn sàng hy sinh. Câu chuyện dần hé mở, các O đưa chúng tôi về bờ biển Quảng Xuân, nơi bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi nhưng đầy nguy hiểm. Như thuyền tôi đi là loại trung bình khoảng 2 tấn rưỡi, 3 tấn thì là 7 người. Nhưng mà tôi nhớ có một lần là tôi là đứng cái chờ mũi này, bên này, giống như cái thuyền phía này. Tôi đứng bên này, anh Huỳnh đứng bên này để mục đích gì? Hai cái người này là thảo biến hỗ trợ chiếc ống sau lái đó. Để khi nào mà lách thủy lôi, tức là tôi muốn đi sang bên phía bên tôi, thì tôi móc móc cái chèo về bên đó để tránh cái thủy lôi này. Thì cũng rất là may, có một lần là có một quả pháo mà bắn thuốc như này, tức là nó ngoài nó cứu chỗ như này, nó nổ tung hết lên. Hết lên đến là tôi với mấy anh em là bị choáng. Lúc mà nó đập xuống thì bị choáng. Bị choáng sau đó là cái tàu khi mà giáng xuống thì cái này bể này, toàn bộ này là bị bể hết luôn. Thế là tàu thúc nước nó chìm luôn. Là các cái thuyền khác là tới vớt rồi bắt đầu phóng về tàu thôi. Thì đấy là những cái hình ảnh mà tôi là nhớ nhất. Như những mảnh ghép về câu chuyện đại đội Hòn Lá dần hình thành, tôi chỉ mới hình dung được về những con thuyền nhỏ lặng lẽ trong đêm tối trở thành mục tiêu săn tìm của cả hải quân và máy bay Mỹ. Giống như chị Thủy đã nói, bom đạn tránh mình chứ mình không tránh được bom đạn.
cả một đại đội gần 100 con người, ai còn, ai mất, anh Tùng cũng không nhớ hết được. Chính vì thế, anh Tùng đưa tôi đến tìm người đại đội trưởng cũ, ông Trần Đình Lô. Đúng đúng mà uống. Giỏi ha. Ôi trời ơi, thằng em tới tắm bác đây. Em bác. Chào bác. Khỏe nữa, đang nấu nước. Đang được khỏe là anh em mới ngồi. Cái ống đổ là gì? Là tiếng gì mà mặt mũi nó sao nữa? Vi à, đến đây nhà gặp...